thì cô sẽ đem vào trận trái không ạ? Rất nguy hiểm. Họ đã một lần làm rung mảnh lưới của đối phương, dẫu cho đó là bàn thắng không được công nhận. Đây là cơ hội. Câu lạc bộ Nguyễn Bình đã mở tỷ số trong trận chung kết rồi. Các bạn chúng ta xem lại bàn thắng này. Một cú chích mũi dày và đã mang lại bàn thắng mở tỷ số dành cho chính họ ở trong trận chung kết. Đội bóng hai cây không rất nguy hiểm. Đó tuyệt vời của cầu thủ áo số 13 bên phía câu lạc bộ Hoàng Hữu, đó là Minh Phúc. Chúng ta đợi xem, và như vậy là hiệp 1 đã khép lại với tỷ số tầm đôi là 3-0, và chúng ta sẽ cùng nhau nghe ra lao ít phút trước khi đến vào thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2. Xin cảm ơn. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai của chúng ta cũng đã được bắt đầu. Đây sẽ là hiệp đấu toàn. Đây là cơ hội dành cho câu lạc bộ Nguyễn Bình. Chúng ta xem lại bàn thắng này. Một quả đá làm rung rinh cầu môn. Quả đá là cao thủ bên phía câu lạc bộ Bang Hiếu. Nửa phần sau rồi. Đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng. Như vậy tỷ số là 3-1. Chúng ta xem lại bàn thắng này, tỷ số lên 3-1 của Văn Phúc. Dứt điểm. Tôi không vào. Bỏ bóng bóng. Tôi không vào. Đó, phạt thắng lên phía trên. Và như vậy đó là bàn thắng để tỷ số lên 4-1. Và coi như bàn thắng này cũng có thể đóng sầm lại những hy vọng dành cho câu lạc bộ Bằng Hiếu. Hết giờ. Như vậy là câu lạc bộ Nguyễn Bình đã lên ngôi vô địch của giải bóng đá sân 5 Receiver lần thứ nhất năm 2023.